Thuận đã quay trở lại với channel của mình. Thì chỉ còn vài hôm nữa thôi là về tướng Murat sẽ được mở bán tại phiên bản Việt Nam. Thì em này là một sát thủ sẽ đi ở vị trí đi rừng. Thì mình cũng chưa rõ khi mà em này được mở bán nó sẽ được bán bằng quân huy hay là bằng đá quý nữa. Nhưng mà mình nghĩ với cái sự nguy hiểm của vị tướng này thì chắc phải bằng đá quý rồi. Với cái chiêu một có khả năng đốt cực kỳ nhanh luôn. Ấn phát thứ ba thì nó sẽ biến về vị trí ban đầu. May có được em Pelic kia bắn hộ rồi, nên là việc ăn bùa cũng nhanh thôi. Như vậy là em Pelic kia đi cùng sang cả bên bùa đỏ luôn. Thì mình chơi ở bên phiên bản Taiwan. Con này farm rừng thì mình nghĩ cũng thuộc dạng chung chung thôi, chứ không nhanh bằng em Lakarot được. Định mệnh, thế là toi mất cây bùa đỏ rồi. Vãi cả trưởng. Hay quá. Nào, ở đây em trợ mình ăn trộm con blue cái để tránh bị thọt. Ăn đi kìa. Rồi như vậy hả, cả mình và Felix đều có cả bùa xanh luôn. Đó, hàng vệ chạy này, rồi lướt luôn, hấp diệt này, kìa, vãi cả trưởng, không chết. Mình lại còn ấn thêm cái chiêu một nữa, đánh ra là bị về chỗ ô ban đầu. Đây rồi, mở màn luôn. Đó. Vậy em Zuka kia chạy cũng khá nhanh. Bên dưới đầu dòng kia thì cả Violet lẫn Chola đều đang phá trụ. Thôi xong. Mất trụ rồi. Mình sẽ tiếp tục đi farm để tránh bị thọt. Thì cái chiêu cuối của em Murat này cấp dòng cực nhanh luôn, lại cộng thêm cái trừng phạt nữa, nên là việc tranh cướp mà dòng cũng như kinh công là cực kỳ dễ dàng luôn. Đó, cứ farm thôi. Farm khi nào nó trâu một chút phải cho vàng nhiều lúc ấy quánh mới sướng được. Trả lại xem có hàng không. Ok, mình sẽ ăn con rơi này, cứ có gì là chén thôi. Đó, ôi hàng về. Nào, vào danh luôn, hai mạng rồi, vẫn là ngộ không. Á đù, rồi tuyệt vời luôn. Ui, mạng là rất nhiều rồi. Và như vậy là cả ba thanh niên ở bên kia khi mà lao vào đã bị lên bạn được số hết. Tập trung để trụ thôi. Ba người đập trụ thì quá nhanh rồi. Đó, cuối cùng thì cũng ăn lại được một trụ. Ở mấy cửa hàng. Nào đây luôn. Cái chiêu cuối của Murat này nó được ở phạm vi khá rộng, với cả cái thời gian hồi chiêu nó cũng khá nhanh. Nếu mà anh em đi farm rừng thì nếu mà có thì lên dùng luôn, chứ không cần tức gì cả. Cái nội tại của con này nó cũng không gây sát thương lên trụ nữa. Ăn đồ. Thằng voi này mày quá nhau mình chạy à. Lại tiếp tục đi farm thôi. Ăn được 2 mạng và hỗ trợ 3 rồi. Đù. Còn bên kia tập trung ở mid khá đông. Tiếp tục ra yểm trợ thôi. Đó, mình ra cái là chạy ngay. Đó, anh em thấy chưa? Cái chiêu cuối của em này ăn hàng là cực nhanh luôn. Nếu mà dòng còn tầm hơn 3 cái máu, anh em chỉ cần ấn ulti và cộng thêm một cái trưởng, một cái chiêu thức trừng phạt nữa, đảm bảo là kiểu gì cũng ăn được con rồng. Đây rồi. Mày chạy à.
chạy đâu sâu. Rồi hay lắm Lumia. Vãi trưởng, ở bên dưới này đông vãi cả lèo. À không rồi, định trốn à. Rồi u đu. Đu đu. Vài OLED hy sinh chưa? Cả đang đứt của em Murat này nó quá tuyệt vời rồi. Mình thấy nó còn nhanh hơn cả Lacrosse cơ. Nào vào đây. Hy sinh. Thôi. Con này hy sinh rồi. Chạy nhanh một kịp. Đứt luôn. Rồi hay lắm. Chuột rút. May sao không bị đem lại đem số. 4 mạng và hỗ trợ 5 rồi. Em này mà về Việt Nam thì khá nhiều anh em sẽ dùng nó thay về việc cả dùng em Lacrosse luôn. Phen đấy này rồi, mình lại chén thôi. Đây rồi, lại phải ăn hàng à? Zuka này thì Zuka chạy. Ô, không chết ạ. À? Có ai? Để xem nó chạy đâu cho hát. Adu, thôi xong rồi, đâu quá. Thôi mình đi xa xa một chút. Để một cơ hội thì mình sẽ vào phẹt sau. Đó, ăn con rơi luôn. Em Zuka này có một cái định ở chơi mình à? Nào, ngon thì Bonzo. Lại tiếp tục đi farm lính rồi. Để cho thêm một ít vàng. Lại cho lên cấp nữa. Lại mất dòng rồi. Vãi cả trưởng. Toàn bị kiểu lệch lạc thôi. Ra đây chén ăn con bưởi bỏ cái. Có như vậy là bị Felix ăn rồi. Adu mít này có rất đông luôn. Lại ra canh cùng. Đúng quá. Địch mệnh á. Ui dồi, 5 mạng luôn kìa. Rồi, vào đây. Thổi xong. Thế là đây bạn đem số rồi. Đúng là một thanh niên ảo tưởng sức mạnh lao vào định cân 5 nhưng mà không thành công. Lập tức phải lên bảng chờ thôi. Hiện tại thì trụ bên mình mất khá nhiều rồi. Bên kia đánh hay quá. Thì mình cũng học mà đánh cũng khá đâu. Nhờ bạn Huy Nam top 1 của thách đấu giúp đỡ. Thì link channel của Huy Nam mình sẽ để ở phần comment cũng như phần mô tả của clip để cho anh em dễ trong việc theo dõi. Bởi vì Huy Nam đánh khá là hay. Chạy. Rồi như vậy không kịp luôn. Và Huy Nam thường xuyên sẽ ra những clip dạy để sử dụng những con tướng mới. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip mới từ Huy Nam. Ở đâu mình thì thi thoảng mới chơi thôi. Cũng mong anh em sẽ ủng hộ cả mình và Huy Nam để có thể làm thêm nhiều clip hơn. Tiếp tục xuống đường rộng thôi. Nó phát này phải quyết tâm chén rồng. À đồ Violet kìa. Mày chạy à. Chạy đi cưng ơi. Đó, ulti là cực thốn luôn. Cái chiêu 1 của Murat. Mình cảm thấy nó quá là ảo diệu. Nếu mà trong cái việc mà đi kiểu 1-1 solo ấy, bắt được Murat nó cũng cả một vấn đề đấy.
cái là farm thôi. Giờ đây ăn tạm một con bùa xanh. Quá ai cả trưởng. Ông Pelic kia còn ăn mạng nhanh hơn cơ. Đó, có hàng. Ôi đừng vậy, đùa nhau. Quá ai cả trưởng. Bị mai phục rồi. Ngọ quá. Bên kia thì tập trung hết ở phía kinh công. Thành ra mình bị bất ngờ. Bây giờ thì phải chờ mất 20 giây. Quá là nhỏ. Xem qua một chút về vàng nào. Bên mình vẫn hai bên thì cũng vàng ngang nhau thôi. Bên phía dòng kia thì Lumia cũng như Zuka đang ở đấy đã nhâm nhi ăn dòng rồi. Mình sẽ ra để có cơ hội KS. Team mình có hẳn 2 rừng luôn. Chứ là farm thôi. Đây rồi. Em Azuka đủ. Đông quá. Lại bị để ăn mất rồng rồi. Mình đi lẻ đây là mình sẽ không liều mạng ra ăn đâu. Đó. Khi mà đông người quá thì mình phải ulti ngay. Có như vậy là bên địch ở hết nhít rồi. Đông quá cả trưởng. Em Azuka này chạy đâu. Để xem ạ, thoát đâu nào. Có ai, ấn nhầm rồi. Đang như lại bị lướt về. Rồi anh em đâu, tập trung ăn kỳ công đi. Xong rồi về kia quánh sau. Rồi ngon. Bây giờ thì về nhà thôi. Để bảo vệ cái nhà chính nhá. Đù. Phải. Mấy ông kia còn chạy về cơ. Không biến về cho nhanh. Còn này bị lát trụ coi như là sắp bật lờ ngay. Đó. Lại tiếp tục ganh nhau rồi. Có định mệnh. Lại bị chết ạ. Có ai cả trưởng. Đùa chứ. Ngáo quá. Toàn kiểu bị ảo tưởng thôi. Vào cân năm nhưng mà ai ở đâu chỉ trong vòng 2 giây thôi là lên bảng đếm số luôn. Team bên họ thì trụ còn cực nhiều luôn. 2, 4, 7 trụ. Bên mình thì còn có 1, 2, 3, 4, 5. Và phía hai bên thì không có ông nào gọi là gánh team cả. Đều kiểu sàn sàn thôi. Chứ không ai được đổi trội. Sau này sẽ đi cùng em Pelic. Để đi dẹp loạn. Nào nhanh. Nhanh có ra được rồng. Có ai. Lại mất rồng rồi. Ngáo quá. Đù 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 đù. Rồi thử rút. Bây giờ phải tỉnh hơn. Đi đông một chút mới an toàn được. Đó. Bên phía kinh công kìa. Rất đông luôn. Mình sẽ ra góp vui. Châu ra chạy. Rồi ngộ không à, hy sinh nha cưng. Định băng trụ à, may sao có trụ ăn cùng. Đó, hàng về hàng về, không chết à. Rồi vâng, đùa nhau lướt luôn, hay lắm. Ăn đù phộng. Mình đã cạn lời rồi. Ông kia chạy ghê quá. Không thể nếm được. Trận đấu diễn ra cũng khá căng ấy. Mất tầm 15 phút rồi.
Mình nghĩ là một trận thua, bởi vì bên mình là trụ bị đánh sập gần hết. Bên kia thì còn rất nhiều. Đó, thằng voi này mình chắc phải chạy ngay. Tuổi gì mà ở lại, mình chém cho nát sọ. Này đi chung đi, đi đông nó mới có khí thế được. Đó, Violet đu gây ra ngộ không. Rồi, ganh luôn, bắt thằng Zuka trước. Rồi, hay lắm. Violet này không chết, không chết. Áo diệu lướt là nhanh vô cùng. Ấn chiêu thứ ba nó được về chỗ lúc mình bắt đầu lướt mà. Bây giờ thì end game thôi, cứ xông pha mà dã. Bên kia chết ba người rồi đó, và đập trụ luôn, đập tiếp một cái trụ nữa nào. Anh em cứ lên đi, vào ôm trụ là được rồi đó. Tanh lên là mình phải phẹt. Ô, không chết kìa, thấy cả trưởng rồi. Nhanh, may ra có thể đập nát trụ được rồi. Xong, quá tuyệt vời. Anh em thấy hay thì cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh nhá. Thôi như vậy là ta ra được MVP.